Ông kiếm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nhờ cậu bảo vệ một người. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì hãy đưa cô ấy tới chỗ này. Tuyệt đối không để cho cô gặp nguy hiểm. À, không được để cô ấy gặp con trai. Cậu hiểu tôi nói gì không? Chỉ cần đưa cô đó tới chỗ này là được phải không? Đúng vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi làm được. Tôi đã kiếm nguyên đêm, nhưng hình như cô đã bị nước cuốn trôi mất. Má, đừng nói cho chồng con biết. Về lúc nào vậy? Em đang mơ thấy cái gì mà em cứ lo nghĩ nhiều quá, làm sao mà ngủ ngon được? Bình tĩnh, ráng nằm xuống ngủ tiếp đi. Mất ngủ rất có hại cho sức khỏe đó. Em nằm xuống ngủ tiếp đi. Sụp đổ.
có bí mật nào đang được che giấu trong căn nhà này không? Vậy tại sao lại theo tôi? Tôi xin lỗi, tôi nhận làm người. Nè chú, mọi chuyện đang theo kế hoạch của chúng ta. Bà Khuê và ông Tài đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy lá thư nặc danh. Bước tiếp theo tôi phải làm gì? Dân. Cảm ơn cô. Không có gì. Mình đi nha. Quân, mỗi đứa cho tay vào một đầu dây. Sao? Còn không chịu làm lẹ nữa hả? Đây. Mm-hmm.
trong vòng 3 ngày không ai được tháo dây. À, thầy, là sao thầy? Nếu trong 3 ngày mà chịu đựng được, không tháo sợi dây này ra, thì được quyền vô lò bánh trở lại. À, nhưng mà thầy ơi, đeo dây như vậy á, làm sao mà tắm, rồi thay đồ, rồi đi vệ sinh nữa thầy? Không cần biết. Nói chung là không được tháo sợi dây này ra, dù chỉ một dây. Nhưng mà thầy, trong 3 ngày ai tháo sợi dây này ra trước thì người đó sẽ bị cấm vô lò bánh cho tới ngày thi. Nguyên. Dạ. Qua đứng chung bên này. Hai đứa phải hòa thuận với nhau nghe chưa? Dạ. Trà thảo mộc của con ngon lắm. Cảm ơn con hao. Khi nào rảnh pha tiếp cho thầy. Ê, thầy ơi, thầy tha cho con đi. Con đâu có ý định hối lộ thầy đâu thầy. Thầy đừng có phạt con mà thầy. Thầy. Trà thảo dược là sao? Đút lót xin xỏ cái gì hả? Xin xỏ gì chứ? Chỉ là muốn bỏ lệnh vô lò bánh thôi mà. Nhưng mà tại cái ly trà đó tôi mới bị vậy nè. Có ai ngờ là thầy sẽ làm như vậy đâu chứ. Sao? Hả? Ừ. Bị như vậy rồi mà còn cản giao nữa là sao? Tại sao phải làm như vậy? Không biết hay sao mà còn cãi. Từ bây giờ mọi người ở đây có nhiệm vụ giám sát coi có đứa nào lén lút tháo dây hay không. Chỉ cần thấy có đứa nào mà tháo dây ra một cái, không cần biết làm gì, phải báo ngay cho tôi biết liền. Nghe rõ hết chưa? Dạ. Thiệt tình nè. Đại sư phụ coi vậy mà cũng tiếu lâm dữ. Dù gì cũng đã rơi vô hoàn cảnh éo le này rồi, nhớ nghe lời thầy dặn đó. Trong vòng 3 ngày phải yêu thương nhau nghe chưa? Rõ chưa? Làm gì vậy? Hả? Cậu làm gì vậy? Tôi đang lấy mâm, ai biết anh dọn? Phải dọn cái này trước mới lấy mâm chứ. Phải lấy mâm trước chứ. Làm cái gì cũng phải nhìn người ta chứ. Tại sao anh không nhìn tôi? Hả? Nè, muốn gì? Anh muốn gì? Nè, muốn gì? Muốn gì? Bây giờ tôi hỏi hai đứa muốn cái gì? Giải quyết xong đã quá. Xin lỗi nha, tại tôi bị đau bụng á. Vô đi. Vô đi. Vô đi.
người này. Cứ vậy hoài à. Năm chục ký bột bì, 30 ký đậu xanh, đủ số rồi nha. Dạ. Vậy con gửi chú. Chậm ráng chịu. Ờ, khiêng lên ha. Coi ốm yếu gì mà giác bao nặng dữ vậy mày. Cẩn thận nha con. Dạ con chào chú. Thế chú con đi. Ờ. Đi. Đi. Lẹ. Ngửa đầu ra đi. Bắt thả tôi. Nằm yên đi. Chảy máu cam rồi. Đang bệnh á thì làm ơn nghe lời chút đi. Ngửa đầu ra chút thì máu nó không chảy ra. Ngửa đầu ra. Chú ơi chú. Chú ơi, tìm có bông bồng chú ơi. Chú. Mày tránh ra đi. Mày biết gì mà mày nói. Mày tưởng mày là ai? Anh là anh của Bảo. Tôi không còn mẹ, nhưng dù sao anh với Bảo cũng là anh em mà. Là anh thì phải có trách nhiệm bảo vệ và quan tâm em của mình chứ. Tại sao? Tại sao tao với mày phải là anh em? À. Không phải. Tao với mày không phải anh em. Hết chảy máu rồi đó. Thiệt tình. Làm hết hồn luôn à. Gặp tôi sợ máu nữa chứ. Nè, ăn uống kiểu gì để chảy máu cam dữ vậy? Sao giờ? Thấy khỏe không vậy? Có thấy chóng mặt hay sao không? Tôi không sao. Ê, nè. Nằm yên đó đi. Đứng dậy là xỉu luôn á. Ngồi nghỉ chút đi. Ê, ngồi nghỉ đi, để tôi làm cho. Dạ, cảm ơn quý khách. Dạ. Lau tủ. Ok, lau tủ. Hey.
Nè, nè, nói cho em biết đi, Gia Bảo hiện giờ đang ở đâu? Em phải kêu nó về liền. Có chuyện gì hay em? Em không thể chần chừ được nữa. Ngay tuần sau em sẽ yêu cầu họp cổ đông để tiến hành bổ nhiệm Bảo, để nó chính thức bước vào công ty. Mà sao em có vẻ gấp gáp gì? Việc bổ nhiệm thằng Bảo anh nghĩ vào cuộc họp cổ đông tháng sau là hợp lý nhất. Em không thể đợi tới tháng sau được. Số cổ phần mẹ mua năm ngoái có thể là không giữ được. Nhưng sao vậy? Em không còn nhiều thời gian. Nội trong tháng này, nếu như em lo đủ tiền cho họ thì không sao. Bằng không em buộc phải chuyển nhượng cổ phần cho họ. Chính vì vậy Gia Bảo phải vào công ty liền. Anh nói cho em biết đi, hiện giờ Gia Bảo nó đang ở đâu? Em phải cố thuyết phục nó quay về. Khuê à, em thiếu họ bao nhiêu tiền? Nếu được thì anh có thể kiếm. Anh không cần phải xen vào đâu, em có thể tự lo liệu được. Nhưng anh thật lòng muốn giúp em mà. Em cứ nói cho anh biết đi, giữa anh với em đâu còn chuyện gì bí mật nữa đâu em. Cũng chưa hẳn. Đúng là chuyện của em hầu như anh đã biết hết, nhưng hình như em không rõ chuyện của anh cho lắm. Ý em là sao? Nếu thật sự anh muốn giúp em thì hãy hành động để chứng minh đi. Anh đã làm được gì cho em hả? Anh như thế nào em cũng biết rồi. Tất cả những gì anh làm trước đến nay vì em, cũng chính là vì... Dạ cô ơi. Dạ chào cậu. Cô ơi, mấy thứ cô dặn tôi mua đủ hết rồi. Thôi được rồi, chị vô trong làm việc của chị đi. Dạ. Em nghe nói thầy Phan có một tiệm bánh tên là Vua Bánh Mì. Anh biết địa chỉ đúng không? Nói cho em biết đi. Trời ơi, cháu nóng lắm, ăn từ từ thôi.
Wow, nhìn hấp dẫn thiệt chứ. Ăn thử đi. Ăn một cái chắc là đã lắm đây nè. Chấm một miếng nước mắm nè, bỏ vô miệng nhai chắc là nó béo gì đâu. Ngon hả? Đúng là ngon bá cháy mà. Tôi nói mà, cháo lòng ở đây là ngon nhất chợ luôn á. Màu sắc thiệt là hấp dẫn mà. Chấm miếng nước mắm nè. Quá đã, quá đã. Ủa, sao nó ăn đi? Tôi thấy hơi no, cho nên là tôi không có ăn. Anh ăn gì đâu mà no? Kệ nó đi, không ăn phải không? Để qua đi, tí nữa tôi ăn hết cho. Trời ơi, anh lấy nhiệm vậy rồi ăn hết không? Giỡn hoài, cháo là nước rồi có gì đâu. Để đó tôi ăn hết cho coi. Công nhận ha, ngon giả man luôn. Cái này phải không? Quá thơm. Cái này á ngon lắm đó nha. Cho nhóc nè. Dạ cảm ơn anh. Cái thằng quỷ này. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không có được ăn xin của người ta. Nè, nè, con tôi không phải ăn xin. Nhưng mà con muốn đi ăn về. Bánh. Ăn bánh cái gì? Đi về nghe không? Nghe không? Cái lì nè, không nghe lời nè. Mẹ đã nói là không được ăn xin mà. Sao không nghe mẹ hả? Lì hả? Lì nè. Không phải cứ là từ thiện bố thí cho người ta là hay đâu. Hành động thiếu suy nghĩ của anh đã làm cho cậu bé bị ăn đòn rồi đó. Nín chưa? Còn lì nữa hả? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Nín chưa? Nín đi, nghe không? Mẹ con kia. Hả? Đừng để trả nợ đi. Mấy anh ơi, mấy tháng này tôi bán ế lắm. Bây giờ cái tiền cũ anh cho tôi tháng sau tôi trả có được không? Không có thái sao nào hết á. Bà mà không đưa từ nay đừng có hòng bán ở chợ này nữa. Không trả nợ hả mày? Trời ơi, mấy anh ơi, mấy anh ơi, tôi lại mấy anh mà. Còn khốn đi. Nè, anh làm gì vậy? Trời ơi, anh tính làm gì vậy Nguyễn? Còn làm cái gì nữa? Cho bọn khốn nó một bài học chứ làm cái gì? Đi, đi. Ê, khoan đã. Chết rồi. Phải có gì tiệm. Alo, tiệm bánh du bánh mì nghe đây ạ. Hả, má hả? Má gọi chú Phúc chú Vinh với bà lên cái chợ gần nhà mình ngay khu đồ ăn được không má? Ủa, cái gì vậy con? Có chuyện rồi má. Nè, dừng lại. Mấy anh ơi. Tưởng ai, lại là người quen. Mày hả Nguyễn? Ủa vậy, bọn quê tụi này hả? À, nhìn tụi bay quen quen. Đâu phải hơi. Mà thiệt tình á, tao với mày cũng có duyên lắm á. Tao chuyên địa bàn về Bảo Lộc rồi mà cũng gặp lại mày. À, hên ghê, tao cũng đang muốn tìm mày á. Kiếm tôi hả? Ờ. Có chuyện gì vậy? Nè, đừng có nói là muốn kết bạn với tôi nha. Tao khùng hay sao mà kết bạn với mày? Tao kiếm mày á là để lấy tiền bồi thường thuốc men cho tao. Cái chứ đồ ngu. Cái gì? Tự nhiên đòi tiền thuốc men là sao? Nè, tôi không có làm gì anh nha. Mà nếu có đòi á, tôi mới là người đòi nè. Nhớ ngày hôm đó anh chơi hẹn đánh lén tôi, vụ đó tôi còn chưa tính sổ. Mày im đi. Ai mượn? Ai mượn mày kể lại. Đúng, đúng là lúc đó mày không có đánh tao. Nhưng mà ông chú của mày á, sau đó tìm tao, đánh tao té tua đây nè. Hả? Mày á, phải thay mặt ổng trả tiền thuốc cho tao. Ông chú nào? Mày còn làm bộ không biết nữa hả? Ổng đi kiếm mày á, ông làm thấy ghê lắm. Giống như cả ngàn năm rồi mà chưa gặp mày vậy á. Chẳng lẽ là... Thôi, tao không nói nhiều với mày nữa. Bây giờ tao bị gãy cái tay nè, với lại chấn thương cái bé sườn bên phải. Tổng cộng là 10 triệu tiền thuốc. Mày tính đi mày. Cái gì?
Anh giỡn với tôi đó hả? Bao nhiêu đó mà 10 triệu tiền thuốc đó hả? Tôi nói cho anh biết, bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Tôi không có tiền đưa cho anh đâu. Tức là mày không muốn đưa cho tao chứ gì? Tôi nói là tôi không có tiền. Không có tiền hả? Cho mày chết đi mày. Dạ xin lỗi chị nha. Nè, mày á, ngày xưa mày hung hăng lắm mà. Chân mày đâu? Tay mày đâu? Cái đấm mày đâu? Bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi sẽ không đánh nhau nữa. Trên đời này á, có ba loại nói dối. Thứ nhất, con gái nó không muốn lấy chồng là nói dối. Ông bà già nói muốn chết sớm cũng là nói dối. Còn thằng hữu nguyện, nếu mà nói là không có muốn đánh nhau nữa, không ai tin hết á. Đủ rồi nha. Sao mà đủ được? Thứ nhất á, tao phải đánh cho mày thê thảm cũng như lúc trước chú mày đánh tao. Đau, đau. Đây là lần cuối. Tôi hứa đó. Tự nhiên hứa sản vậy? Chuyện hôm qua tôi đã sai rồi. Tôi đã dùng vũ lực. Tôi hứa với nhóc, đó sẽ là lần cuối cùng. Nếu tôi còn tái phạm, mặc cho nhóc xử lý. Buông tao ra. Khoan. Tiền chứ gì, tôi sẽ trả cho anh. Nhưng mà đợi tôi chút được không? Mày muốn giở trò gì? Không có gì. Số tiền lớn như vậy thì tôi cũng phải bàn bạc với anh em tôi chút chứ. Chờ chút nha. Nè, còn như vậy chắc chưa? Cái gì? Đếm 2, 3 là chạy nghe không? Được rồi. Xong rồi đó. 2, 3. Tụi mày tính giở trò gì? Đằng trước. Tôi sẽ kêu xe ôm cho cậu về tìm bánh. Sao vậy? Tôi đau quá, không đi được nữa.
thấy nó không? Dạ không thấy. Đi, nhảy lên. Sao không thấy đại ca? Bỏ luôn đại ca. Đi. Dạ, dạ. Lên đi. Ê, nó kìa. Theo. Lại lại. Lại lại. Bọn chúng sắp đuổi tới rồi kìa. Bây giờ phải sao đây? Ráng thêm một chút nữa được không? Trong 3 ngày, ai tháo sợi dây này ra trước thì người đó sẽ bị cấm vô lò bánh tới ngày thi luôn. Hữu Nguyễn, không hồn thì ra đây. Tao biết tụi mày đang ở trong đây mà. Sớm muộn gì tao cũng tìm ra được tụi mày. Chúng chỉ muốn kiếm tôi thôi. Tôi không muốn liên quan tới cậu. Cậu bị liên lụy như vậy là đủ rồi. Anh bị điên hả? Anh không nhớ là thầy đã nói gì sao? Bọn anh không tính thế nữa hả? Xin lỗi cậu nha. Tôi không giữ lời hứa được với cậu rồi. Nguyễn hả? Tôi không để cho cậu gặp chuyện gì đâu. Cậu yên tâm đi, chờ tôi ở đây. Đâu hết rồi hả? Vậy chúng tìm sao? Giờ này mày mới chịu xuất hiện hả? Thank you.
Yên. Đủ rồi. Ở đây nhà máy, em bị phát hiện, đưa nó về chỗ mình rồi xử tiếp. Dạ. Anh Nguyễn à. Nguyễn ơi, Minh Quân à. Nguyễn ơi, Nguyễn. Nguyễn ơi, cô có thấy hai người thanh niên vừa đánh nhau ở đây thì đâu không cô? Không thấy. Dạ. Cô có thấy hai anh cầm vĩnh này đi ngang đây không cô? Ờ, không thấy. Minh Quân à. Anh Quân. Nguyễn ơi. Nguyễn. Anh Nguyễn. Nguyễn ơi. Nguyễn. Quân à. Quân à. Anh Nguyễn. Nguyễn ơi. Anh Quân. Anh Quân. Khùng này, bị đánh tới vậy luôn mà không chịu đánh lại hả? Tôi đã nói rồi, bàn tay tôi không dùng để đánh nhau nữa mà dùng để làm bánh. Nếu cứ đánh nhau thì làm sao làm ra bánh ngon được? Tao chưa thấy cái thằng nào lì như mày vậy. Tôi thật sự không có tiền đền cho anh. Nếu như anh muốn, anh cứ đánh tôi cho hả giận, đánh tôi cho gãy răng cũng được, đánh tôi cho gãy xương sườn cũng được. Đúng là xui xẻo. Ra đường làm ăn mà gặp bôi thằng như mày á là tao hết thời luôn á. Anh tha cho tôi thiệt sao? Đừng tưởng bở. Mai mốt mày bắt ông chú của mày, mày bắt ông trả tiền lại tao. Nếu không á, tao không có để cho mày làm ăn đâu. Nói thiệt với anh, tôi làm việc có chú chứ. Còn làm bộ nữa hả mày? Mày không biết ông chú đó, chứ ông chủ Thành Phát mày biết chứ. Anh nói sao? Ông chú đi tìm tôi là ông chủ Thanh Đạt hả? Ừ, ông lên báo mấy lần tao nhìn là tao biết liền hả? Nếu không á, tao đâu có ra giá 15 triệu làm cái gì. Tao á cũng phải biết nhìn coi khách hàng của tao là ai chứ. Hồi nào vậy? Đã lâu chưa? 2 năm trước. Mày vừa đi tìm cái thằng xăm chong chóng á. Thank you.
Chị ơi, chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy chị? Chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu để đủ không chị? Mẹ con tôi không phải ăn mày đâu cậu. Cậu đi về đi. Em muốn mua thiệt mà chị. Thôi khỏi đi. Chị cầm tiền đi. Thôi khỏi đi. Nè, chị cầm đi mà. Mấy cái này á, cái nào em cũng cần hết á. Rau muống nè, rồi cà chua, chanh, rồi cải thảo nè, dưa leo nữa. Cái gì em cũng cần hết á. Chị ơi, em lấy thêm cái này nha. Thôi 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 thôi, tôi gửi cho cậu luôn đó. Tôi không lấy đâu. Thôi, chị cầm đi mà. Chị cầm đi. Thôi. Chị cầm đi mà. Cảm ơn chị. Tôi cảm ơn cậu. Đi nha nhóc. Dạ. À, chị ơi, khi nào chị rảnh á, nhớ dẫn nhóc tới tiệm bánh vui bánh mì ở gần bờ hồ, cạnh cầu thang đá. Ở đó có nhiều loại bánh ngon lắm. Em sẽ đãi hai người. Đi nha. Dạ. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Dạ. Dạ. Mua có một chút xíu đồ mà làm cái gì mà tay chân mặt mày bị làm sao vậy? Bị mèo gào hả? Dạ. Hả? My, Vinh, đi về, trễ rồi. Chú ơi, nhưng mà còn cái này, chú... Ủa, Nguyễn với Quân hai đứa về chung với nhau mà. Mà thôi, hai đứa con về sau cũng được. Tôi sơ sẩy một cái là hai người lại như vậy á. Đừng có để cho ông lo nghe chưa. Mà nè, kiếm chỗ tắm rửa cho đàng hoàng rồi về. Lẹ. Nè,
làm gì vậy hả? Cái chân tôi đau lắm rồi, còn chưa chịu về nữa. À, xin lỗi. Về thôi. Khoan đã. Mừng. Dạ. Rồi sao? Dạ Minh Quân. Dạ. Dạ Minh Quân và Hữu Nguyện, hai đứa nó không có vi phạm gì hết à. Tụi nó vẫn giữ nguyên dây cổ, không có tháo ra thứ ba. Vậy à? Dạ. Có thật là hai đứa nó không có phạm quy gì không? Dạ thật. Dạ con nói thiệt mà. Dạ thưa ba, nếu như mà hai đứa tụi nó không có phạm luật thì mình cho tụi nó vô xưởng bánh nha ba. Dạ mình thực hiện đúng với những gì mà mình đã hứa với tụi nó chứ. Tất nhiên rồi. Nếu con dạ. cảm thấy tụi nó hối lỗi dạ. và có thể vô xưởng bánh được thì con cứ làm theo ý của con. Dạ con cảm ơn ba. Cảm ơn ba nhiều. Con trai của má, con khỏe không? Suốt 2 năm nay con trai của má làm việc ở đây, mà hôm nay má mới có dịp tới thăm đó. Huế. Gì vậy? Anh đi ra ngoài phải không? Ờ. Cầm cái máy nghe nhạc của anh Quân đưa cho ảnh đi nha. Xém nữa là tôi bỏ vô lò nướng luôn rồi. Trời đất ơi, cái này mắc tiền lắm, cô mà bỏ lò nướng không có tiền đền đâu. Mắc gì bắt tôi đền? Tại ông Quang lung ta lung tung chứ bộ. Thôi đi đi. Má tới đây tìm gặp con, có chuyện gì? Chẳng qua là má muốn biết con trai của má làm việc ở đâu và sinh sống như thế nào thôi. Má à, con đã cố tình không cho người ta biết về gia đình của mình để con dễ học hành. Má tới đây như vậy, lỡ có ai thấy được á thì lỡ hết chuyện của con. Gia Bảo, má có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì thì má cứ gọi điện cho con, hay kêu con về nhà rồi hãy nói. Giờ má về đi nha má. Gia Bảo, má sẽ về nếu con chịu về chung với má. Gia Bảo, con nghỉ học đi, thu xếp cùng về nhà với má. Tại sao vậy? Con đang phải học thì làm sao về được? Có thiếu gì cơ hội để con học, đâu nhất thiết phải học ở đây. Nhưng còn một kỳ thi nữa, con chưa vượt qua được vòng 1 đó má. Khỏi thi cử gì hết, con thu xếp về nhà với má. Má à, nghe lời má đi. Gia Bảo à, má đợi con 2 năm như vậy là quá đủ rồi. Tình hình đang rối ren, má cần có con bên cạnh để phụ giúp má một tay. Không được đâu má, bây giờ con chưa thi xong, con không về đâu. Gia Bảo à, má về đi, con vô trong đi. Bảo. Minh Quân.
Vậy là sao? Thì ra con chính là Trần Gia Bảo. Ai vậy con? Minh Quân, cậu có thật cậu là... Quay về đi, lúc khác con về rồi má con mình nói chuyện sau. Nhưng mà... Con nói là má về đi. Thôi được rồi, má về. Con nhớ cuối tuần phải về thăm má đó. Hữu Nguyện, anh đứng đây làm chi vậy? Đi vô phụ tôi đi. Ủa, Minh Quân, anh cũng đứng đây hả? Mà có chuyện gì vậy? Cô bé, cô vừa mới gọi tên ai đúng không? Con... Cô vừa mới gọi ai tên Hữu Nguyện đúng không? Dạ. Anh này nè cô. Phạm Hữu Nguyện. Có đúng tên cậu là Phạm Hữu Nguyện? Đã lâu không gặp. Dì vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì vậy ta? Nói thiệt, từ trước tới giờ cậu luôn làm cho tôi nhớ lại đứa nhỏ hồi xưa. Từ cái cách cậu nói chuyện, cách nhìn, tới kiểu cư xử của cậu đều giống y chang như khuôn đúc. Tại sao cậu lại phải nói dối tôi? Bộ cậu tính giấu tôi cho tới già hả? Không lẽ cậu lại ghét tôi đến mức như vậy sao? Trong tiệm bánh vô bánh mì này, tôi chỉ muốn được làm Trương Minh Quân thôi. Suốt 2 năm qua, bộ cậu chưa từng có ý định sẽ nói chuyện này cho tôi biết hay sao hả? Trần Gia Bảo. Vậy anh trông mong gì ở tôi? Phải vui vẻ nói cười và chạy đến ôm chầm lấy anh ngay khi vừa mới gặp, hay là anh muốn tôi phải tay bắt mặt mừng chạy tới hỏi han tình hình mười mấy năm lưu lạc của anh, rồi tôi sẽ phải ngồi chịu đựng nghe anh kể lể về cuộc sống trước đây của mình? Xin lỗi anh, tất cả những chuyện đó tôi không làm được. Từ trước tới giờ, trong mắt của tôi, anh cũng chỉ là một thằng ăn mày thấp hèn. Anh biết chưa? Thì ra là như vậy. Cho nên cậu đã bắt tôi tham gia cuộc thi này.
bằng mọi giá sao? Cũng chính như vậy mà cậu đã không cho tôi gặp mặt Lan Anh phải không? Tất cả những gì mà cậu làm cũng chỉ vì tôi là Phạm Hữu Nguyện. Còn cậu là Trần Gia Bảo thôi, có đúng không? Tại sao cậu lại làm như vậy hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì cậu? Bộ từ trước tới giờ tôi làm gì có lỗi với cậu hay sao chứ? Hả? Đơn giản, tôi rất ghét anh. Tôi ghét cái cách anh nói, ghét cái cách anh cười, và tất cả những lần anh gây ra cho tôi đều cảm thấy căm ghét anh vô cùng. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Lan Anh ơi, Lan Anh! Lan Anh ơi! Lan Anh ơi! Nguyễn này Lan Anh! Lan Anh ơi! Lan Anh! Lan Anh ơi! Nguyễn này Lan Anh ơi! Lan Anh ơi, Lan Anh! Lan Anh! Lan Anh ơi! Nguyễn này Lan Anh! Trời ơi, ai mà sùm quá, biết giờ này là mấy giờ không? Cô, con đang tìm Lan Anh á. Lan Anh ở phòng này rồi cô. Lan Anh hả? Dạ. À, cái con bé đó dọn đi lâu rồi, có ở đây nữa đâu mà tìm. Lan Anh dọn đi rồi hả cô? Mà Lan Anh đi đâu cô có biết không? À, con là Phạm Hữu Nguyện. Lan Anh có nhắn gửi gì cho con không cô? Cô ơi, cô làm ơn nói cho con biết đi cô. Trời ơi, không, không có nhắn cái gì hết á. Cậu làm ơn đi chỗ khác mà tìm đi. Sùm quá. Cô ơi, cô. Chắc chắn có chuyện không hay rồi. Tại sao Lan Anh lại bỏ đi? Sao mình cứ như một thằng ngốc, cứ tin là Lan Anh sẽ chờ mình ở đây chứ, mà không một lần đến tìm Lan Anh trong suốt thời gian qua. Tại sao Lan Anh lại phải chờ một người như anh? Một thằng đàn ông trắng tay, không tài cán như anh thì làm sao mà xứng được với Lan Anh? Vào đi. Đây là tất cả dữ liệu hồ sơ mà chú cần. Tôi đã sắp xếp sẵn theo thứ tự hết rồi. Đầy đủ giấy tờ sổ sách lắm. Cô làm gì cũng rất tốt. Dạ, cảm ơn chú. Cô tham khảo mấy cái này đi. Tôi đã tìm giùm cô đó.
Đây toàn là những công ty danh tiếng và có chế độ phúc lợi cho nhân viên rất tốt. Xin lỗi chú, nhưng tôi không thể nhận được. Tôi không có ý định sẽ nghỉ việc ở công ty này. Nhưng mà nếu chú cương quyết đuổi tôi thì ít nhất phải cho tôi lý do chính đáng. Để tôi nói cho cô biết, trong cuộc chiến này cô không thể thắng ai được đâu. Mà cho dù cô có cố sức dùng dãy cỡ nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đây mà thôi. Nghe lời tôi đi, suy nghĩ cho thật kỹ. Mà theo tôi đó, cô nên mang mấy cái giấy tờ giới thiệu này về đi. Đây, dạ, như vậy, cậu hiểu chưa? Dạ, dạ. Đúng rồi, cứ tiến hành như vậy. Dạ. Cứ theo sát kế hoạch nha. Dạ, em biết rồi. Ừ. Nhớ là phải cẩn thận, không bị sai sót đâu. Nhất là cái chỗ này nè, có thấy chưa? Rồi, triển khai nha. Dạ, em biết rồi anh. Dạ, ngày 25 khoanh đỏ, chắc ngày này quan trọng với Lan Anh lắm hả? Sinh nhật Lan Anh hả? Không phải, là ngày mà Lan Anh sẽ gặp lại một người bạn. Gặp lại bạn mà khoanh đỏ dữ vậy hả? Tôi nghĩ chắc là người này rất là quan trọng với Lan Anh rồi. Cũng đã 2 năm rồi, Lan Anh cũng chưa gặp lại người bạn này. Cô ơi, tính tiền. Dạ. Tôi xin 60 ngàn. Cảm ơn. Rồi, lần sau ghé nữa nha. Dạ. Tới hạn nộp bài còn có 3 ngày nữa, không biết thằng Nguyễn nó có kịp làm ra cái bánh theo yêu cầu để dự thi không đây. Con đang lo cho nó đó hả? Dạ. Ba nói sao à? Theo những gì con nói thì ba thấy hình như con đang lo cho thằng Nguyễn lắm thì phải. Dạ đâu có đâu ba. Làm gì có chuyện đó được. Sao tự nhiên con lại đi lo lắng cho nó được chứ? Thằng Nguyên nó còn nhiều chỗ thiếu sót lắm. Nó mà lao động ở trong bếp chừng 3 năm làm miệt mài thôi, không biết là nó làm ra được cái bánh hay không nữa chứ ở đó mà thi tố. Nếu con đã nói như vậy thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Nếu không may thằng Nguyên bị loại khỏi cuộc thi thì con cứ bắt nó đi lau nhà rửa chén là được chứ gì. Dạ, chuyện đó con biết rồi ba. Mà ba nè, còn cái chuyện làm bánh mặt trời thì ba tính sao? Không lẽ ba tính tiết lộ công thức làm bánh theo lời đề nghị của thằng Quân à? Ba cũng chưa biết nữa. Nếu mà ba tính như vậy, con là người xin kiên quyết phản đối. Nếu công thức này mà bị lộ ra thì còn gì là danh tiếng của ba nữa. Con đừng có quá lo. Con nên nhớ, vạn vật ở trên đời này
đều có nhân duyên, giống như nhân duyên của con người vậy. Bà tin rằng không bao lâu nữa, công thức làm bánh của bà sẽ tìm được đúng chủ nhân xứng đáng. Ý của bà là vậy người đó là như thế nào hả bà? Chủ nhân của nó phải là người khao khát có được công thức này hơn bất kỳ ai. Điều quan trọng hơn nữa, đó là người có nhiệt huyết và mong muốn hoàn thiện nghệ thuật làm bánh hơn bất kỳ ai. Đó mới là người xứng đáng làm chủ thực sự của công thức làm bánh mặt trời. Gà rù kia. Kêu ai gà rù hả nhóc? Chẳng lẽ tôi nói tôi? Anh có đi soi gương không? Cái mặt của anh như mất sổ gạo vậy đó. Sao rồi? Làm bánh được chưa? Chưa được. Chú Vinh lo lắng cho anh lắm á. Không biết là anh bị cái gì mà lúc nào mặt cũng như người mất hồn. Nè, hay là chuyện là do hôm bữa người phụ nữ kia tới đây làm giờ anh cư xử kỳ lạ lắm á. Nói năng cũng không giống như anh lúc bình thường nữa. Người đó là ai vậy? Không, không có gì. Thôi tôi ra ngoài một chút nha. Sao để kịp có tiền đưa lại cho bên ông Nam đây? Không lẽ mình chịu bó tay sao? Không được. Nếu như vậy thì công sức của mình từ trước tới giờ coi như đổ sông đổ biển hết sao? Để thử coi. Còn nước thì còn tát. Alo, người đẹp, trưa nay có rảnh không? Lúc này tôi cũng hơi lu bu. Con bé Mai Thanh nhà tôi nó về. Hai mẹ con tôi đi chơi lung tung hết. Vậy à, vậy thì vui quá rồi. À, mà Mai Thanh nó về Việt Nam chơi được bao lâu chị? Nó về được một tháng. Mẹ con tôi tính đi Nhật chơi một chuyến. Mà nè, hôm nào á bà tranh thủ hẹn Gia Bảo cho tụi nó gặp nhau đi. Đương nhiên rồi. Hai mẹ con cứ đi chơi đi, rồi về tôi hẹn Gia Bảo ra gặp. Tại lúc này Gia Bảo nó đang đi học thêm để chuẩn bị tiếp quản công ty.
cho nên cũng hơi bận rộn. Vậy cũng được. Chị nè, tôi có chuyện này muốn bàn với chị. Bên công ty của tôi có người đang muốn nhận lại 18% cổ phần. Nhiều người muốn nhân cơ hội này để nhảy vào, nhưng mà tôi thì muốn để dành cho chị trước. Sao mà nhiều vậy? Người đó bị cái gì mà bán tháo hả? Không có gì nghiêm trọng hết á. Chẳng qua là họ đang đầu tư bất động sản, cho nên muốn rút vốn ở bên này thôi. Ý chị thấy sao? Dạo này á, tôi mới đầu tư mấy dự án bất động sản nên tôi không có tiền sẵn. 18% là hơi nhiều đó. Thì tôi lúc nào cũng muốn ưu tiên dành cho những người thân tình trước, để làm ăn được vui vẻ hơn. Trên tinh thần á, là khó đó. Nhưng mà để tôi về tôi bàn với ông nhà tôi. Có gì á, tôi nhắn tin cho bà ha. Chị cứ suy nghĩ đi. Ý, mà tới giờ tôi hẹn đi spa rồi. Tôi đi nha. Có gì á, hai đứa mình alo với nhau ha. Được. Thôi tôi đi nha. Có chuyện gì mà em tới đây đột ngột vậy? Vợ lâu lâu tới thăm chồng, mà cũng phải xin phép trước sao ông xã? Có chuyện gì thì em nói nhanh đi, anh đang nhiều việc lắm. Số cổ phần 2 năm trước em mua của ông Nam, anh có muốn không? Em nhận lại cho anh. Điều kiện của em là gì? Gia Bảo sẽ vào ban giám đốc của công ty Thành Phát, gạch bỏ tên Hữu Nguyện ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình. Nếu được như vậy, anh sẽ có số cổ phần của ông Nam ngày xưa. Em đang nói chuyện mà đi đâu vậy? Cả hai chuyện này em đã biết câu trả lời của anh rồi mà. Nếu như anh chấp nhận hai điều kiện này, em sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần hiện em đang có sang cho anh. Em sẽ tự từ bỏ quyền biểu quyết và không can dự bất cứ chuyện gì của công ty nữa. Em không muốn chúng ta cứ căng thẳng và cãi nhau mãi vì chuyện của thằng nhỏ đã không gặp cách đây 14 năm. Với lại, đằng nào thằng Gia Bảo cũng sẽ là người thừa kế công ty này. Em chỉ rút ngắn thời gian thôi. Em chỉ có bao nhiêu đó yêu cầu. Anh cứ coi như đó là tối hậu thư của em. Anh Dương, chúng ta gặp nhau ở đây có sao không? Không sao đâu. Tình hình sao rồi? Tôi đã nói với bà ấy, và tôi cũng có nói, nếu bà ấy xử lý không được thì tôi sẽ nhờ chồng bà ấy giải quyết. Bà ấy trả lời sao? Bà ấy nói sẽ cố gắng xoay sở và sẽ trả lời cho tôi sớm nhất có thể. Anh cố gắng đốc thúc chuyện này càng nhanh càng tốt nha. Dạ. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Dạ tôi hiểu rồi. Anh cứ yên tâm, tôi đi nha. Nè, anh nhớ là phải cẩn thận đó. Dạ. Thank you.
Ủa à, anh đang làm bánh hả? Ừ. Thơm quá hả? Muốn thử không? Nè, thử đi. Coi chừng nóng quá nha. Sao rồi? Như vậy là đã được hay chưa? Nè, ăn có được không mà sao ăn hoài vậy? Vỏ bánh rất là giòn, ở trong này rất là mềm và thơm, rất tốt luôn á. Thiệt hả? Thiệt. Có tiến bộ lắm luôn á. Thiệt sao? Có thiệt cũng vậy. Đừng có bà an ủi tôi đó nha. Có bao giờ tôi nịnh nọt anh không? Tôi nói bánh này ngon là ngon. Bánh này của anh á đạt chuẩn rồi đó. Học trò sắp giỏi hơn cô giáo rồi đó nha. Yeah. 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 Tôi đã thành công rồi. Yeah. Cảm ơn nhiều cho nhóc. À, quên, quên nữa. Ê nhóc, ê, gỡ gỡ giùm tôi cái. Nè nhóc, có gì dọn dẹp giúp tôi nha. Cảm ơn nhóc nhiều nha. Yeah. Như là tôi có gặp cậu ở chỗ công ty tôi thì phải. Có phải là cậu không? Hôm nay tôi gặp cậu là muốn xác nhận lại một chuyện. Cái người mà tôi gặp hôm đó ở công ty tôi có phải là cậu hay không? Nếu đúng là cậu thì tôi thắc mắc không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở công ty của tôi vậy. Người đó có phải là cậu không? Trả lời tôi đi chứ. Đúng là vậy. Nếu đúng là vậy thì lý do gì cậu lại tìm đến công ty của tôi? Cậu nói đi. Tôi xin lỗi, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện gì? Bấy lâu nay anh vẫn còn để kiếm đứa con trai thất lạc của mình à? Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy? Nếu kiếm lại được nó, anh định sẽ như thế nào? Trong đầu của thằng nhỏ đó, lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện đi kiếm mẹ của nó. Nhưng mà nếu như nó biết người làm hai mẹ con nó thất lạc nhau, không ai khác chính là cha ruột của nó, vậy thì anh nghĩ lúc đó thằng nhỏ sẽ ra sao? Cậu đang nói gì? Nói rõ cho tôi biết đi. Tôi xin lỗi. Khi nào anh chưa trả lời câu hỏi của tôi thì tôi không trả lời cho anh được. Cậu đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đó à? Thằng nhỏ nó khó khăn lắm mới tìm lại được nụ cười. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt tư tỉnh của nó lại ủ rũ và đau buồn nữa. Thằng nhỏ cậu đang nói tới, cuối cùng là ai vậy? Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thằng nhỏ đó là ai? Một thằng nhỏ tên là Phạm Hữu Nguyên. Hữu Nguyên, một khi đã làm chuyện gì rồi thì Nguyên sẽ làm hết sức, làm cho tới cùng. 2 năm trước Hữu Nguyện nó có đến kiếm tôi. Hữu Nguyện nó biết cậu sao? Thằng nhỏ chỉ một mình lang thang đi tìm kiếm khắp mọi nơi,
đi tìm người có hình xăm chồng chồng để hỏi về tung tích của mẹ mình. Cuối cùng, sau 12 năm trời nó đã kiếm ra tôi. Nó bây giờ đang ở đâu? Tôi phải làm sao để có thể gặp được nó đây? Xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi. Chuyện 14 năm về trước anh biểu tôi làm, anh sẽ giải thích sau với thằng nhỏ chứ. Nằm suốt ngày không ăn không uống gì thì phải tính làm sao đây? Dung à, không bao giờ tôi tha thứ cho những con người đó. Có chết tôi cũng không tha thứ được đâu. Cứ đợi đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, má cũng sẽ bảo vệ con cho tới cùng. Gia Bảo à, xong rồi, yeah! Cơm ha, dạ. Dọn dẹp ha, dạ. Đi mẹ với con dọn dẹp, dạ. Nè, chào chị. À, chào cậu. Em chào anh. Nè, bánh này là anh làm đó, hết khô rồi, kỳ này không phải uống nước nữa. Nè, nhóc, dạ. Thử đi. Thơm quá. Ngon quá anh ơi. Ngon, ngon thiệt hả? Dạ ngon thiệt mà. Ngon lắm luôn. Chị cũng thử đi chị. À.
Bánh này vừa thơm vừa mềm nữa, không có giống bánh rau mùa. Em thích lắm. Tất cả là nhờ Nhóc đó. Cảm ơn Nhóc nhiều nha. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn em, khách hàng đầu tiên của anh. Yeah. Yeah. Dạ thưa anh, đây là tất cả những hình ảnh và ghi chép hoạt động của ông Duy bên Sakana. Ông đi đâu, làm gì, tất cả em đã ghi đầy đủ ở trong đó. Anh cứ xem qua. Ông Duy cũng có gặp người này sao? Dạ đúng, người này chỉ là vô tình ông gặp ở bãi xe. Sau khi hợp với đối tác xong, em chụp lại, biết đâu lỡ sau này anh cần. Tỉnh lại đi Trà My, mày sắp thi rồi, đừng có suy nghĩ tùm lum tà la nữa. Tỉnh lại, tỉnh lại. Tất cả sẵn sàng hết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Cuộc thi làm bánh vòng 1 bắt đầu. Thưa thầy, hôm nay con sẽ làm món bánh ngọt nhân mặn thập cẩm. Nguyên liệu của con gồm có thịt nguội, chả lụa, đậu phộng, mè và một số rau củ quả. Nhưng tại sao con lại chọn làm loại bánh này? Dạ thưa thầy, vì con thấy nó giống như ăn cơm vậy đó, thì có thức ăn mặn kèm theo, nên con đã trộn thêm nhiều nguyên liệu mặn vào một chiếc bánh ngọt và cho ra món bánh ngọt nhân mặn thập cẩm. Cho nên con nghĩ món bánh này là món đầy đủ nhất thế gian ạ. À. Dạ thưa thầy, con xin dự thi với món bánh ngọt. Theo con, nó là tinh hoa của các loại bánh. Nhưng mà cái bánh ngọt của con nói không có vẻ gì là giống cái loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Dạ thưa thầy, trong lúc trộn bột, con có bỏ thêm khoai lang và rượu gạo. Như vậy để đảm bảo món bánh có đầy đủ calo và không bị ngắn. Ngoài ra, con còn có trộn thêm một ít hạnh nhân. Như vậy khi bánh hoàn thành sẽ có rất nhiều dinh dưỡng. Theo con, đây là loại bánh đầy đủ nhất thế gian.
phần thi của con là bánh kem. Lớp áo kem bên ngoài sẽ làm cho chiếc bánh trông thơm ngon hơn. Mà nó còn mang ý nghĩa chia sẻ nữa. Đối với con, một cái bánh có thể đầy đủ nhất thế gian là một chiếc bánh có thể chia sẻ được cho nhiều người. Bánh của con tên gọi đó là cái gì vậy? Dạ, con chỉ gọi đơn giản là bánh tình thương thôi chú. Tại sao con lại đặt tên là bánh tình thương? Thật ra con chỉ nghĩ đơn giản là con có gì con bỏ hết vô cái bánh mì này. Con nghĩ là bánh mì của con chỉ đơn giản là bánh mì kèm theo rau củ quả, thậm chí có cả chuối nữa. Đó là những thứ rất quen thuộc với con. Con nhớ hồi nhỏ con ở với mẹ con, nhà con nghèo lắm, nhưng mà mẹ lúc nào cũng thương con. Lần nào đi chợ về, mẹ cũng đều mua cho con một cái bánh để con được vui vẻ. Lúc con lớn lên á, con đi lang thang, con cũng may mắn gặp được người này người kia đùm bọc giúp đỡ con. Khi thì cho con được một khúc bánh mì bò, lúc thì cho con được vài trái chuối nếp. Còn có lúc thì con được một chén cơm và thêm mấy miếng thịt nữa. Lúc vô đại học với thầy, với lại chú và các bạn nữa, thì con được mọi người giúp đỡ rất là nhiều, chỉ bảo con rất là nhiều thứ.
Giống như vừa rồi có anh Lộc nè, Trà My và Quân nữa. Mọi người đã chia sẻ nguyên liệu cho con làm bánh, để con có thể làm bánh và có thể được thi với mọi người. Chính vì vậy, con rất biết ơn mọi người đã ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ cho con. Mọi người đã khích lệ con rất là nhiều để con có thể làm được những cái bánh này, để con có thể hoàn thành được ước mơ làm bánh của mình. Con muốn đặt tình thương của tất cả mọi người vào những chiếc bánh này. Và đối với con, tuy nhìn đó xấu xí, không được đẹp lắm, nhưng đối với con, đó là loại bánh ấm áp tình người, loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Thôi được rồi, bây giờ là tới phần chấm điểm. Dạ mời thầy.
nhau rất hài hòa. Con đậu. Con đậu được không? Yeah! Yeah! Con Lộc. Dạ thầy. Theo như con nói, một loại bánh có đủ tinh bột, đạm, rau xanh, củ quả và các chất dinh dưỡng trong một bữa ăn hòa quyện vào một loại bánh. Nghe rất mới lạ, nhưng kỹ thuật của con chưa thành thạo. Bơ quá nhiều, gây vị ngấy cho người ăn. Con chưa đạt. Tiếc là con bị loại. Dạ. Nhưng quan trọng là con đã học được một bài học để rút kinh nghiệm cho lần sau của riêng con. Dạ thầy. Tiếp theo. Dạ. Thật ra kỹ năng làm bánh của con là tốt nhất từ trước cho tới bây giờ so với tất cả những học viên ở đây. Ý tưởng cho thêm khoai lang vào bánh nướng là rất sáng tạo. Dạ, con cảm ơn thầy. Có điều mùi vị rất là tốt, hình thức rất đẹp, nhưng có cái gì đó vẫn còn nhạt nhẽo từ bên trong bánh của con. Là sao thầy? Một khi cái bánh đã có cảm giác nhạt nhẽo thì khó mà mang tới sự hấp dẫn đến cho người ăn được. Phải làm sao đây chứ? Trước mắt, thầy cho con thêm một cơ hội. Nhưng nếu sau này bánh con làm ra mà vẫn mang cảm giác nhạt nhẽo như vậy thì con sẽ bị loại. Dạ, con hiểu rồi. Cuối cùng là nguyện. À, dạ. Bánh của con so với các bạn từ hình thức, mùi vị cho tới kỹ thuật là rất tệ. Dạ. Con còn thiếu ý tưởng trong việc tính toán, kết hợp các nguyên liệu lại với nhau. Nhưng trong số 4 cái bánh ở đây, bánh của con mang lại cảm giác ngọt ngào nhất cho thầy. Dạ. Lúa gạo là nguồn lương thực chính, cung cấp cho cả người nghèo hay giàu. Bánh làm từ những nguyên liệu của quê hương, giúp cho những người đang đói ăn vào để no, đem lại cảm giác quen thuộc cho người ăn. Ý tưởng đó của con rất là đáng khen. Hơn nữa, người ta thường làm bánh từ bột mì, bột lúa mạch. Còn con lại làm từ bột gạo, bột bắp, những nguyên liệu ít khi người làm bánh xài tới. Điều đó rất đáng được tôn vinh. Và cách mà con đặt tình cảm vào nó từ cả tấm lòng không đơn giản chỉ là cái bánh mềm, mịn như là những loại bánh khác. Dạ. Vậy, vậy có nghĩa là... Con đậu. Dạ, thì không thầy. Yeah, yeah, yeah. Dạ, con cảm ơn thầy.
Chúc mừng anh. Tôi thành công rồi kìa. Cảm ơn nhóc nha. Yeah. Chúc mừng nha. Dạ, cảm ơn anh. Ngọc. Dạ. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi, vòng 1 kết thúc ở đây. Mai sẽ có đề thi của vòng 2. Bây giờ các con về nghỉ ngơi đi. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Giỏi lắm. Quá đã. Ê nhóc, thấy sự lợi hại của tôi chưa? Trời ơi, mới đậu con vòng chưa gì đã chảnh rồi. Chảnh gì? Nó giỏi thì nó có quyền. Tại nó làm ngon mà, đúng không? Nhưng mà phải công nhận nha, anh á là có hơi bất ngờ nhẹ vậy em á. Tới bây giờ anh mới hiểu tại sao thầy khen em làm bánh ngon. Mà phải công nhận, lúc mà ăn vô á, thấy trong người cảm giác nó vui vẻ làm sao á. Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh đó. Nếu không có anh chia bột thì làm sao em làm cái bánh này được. Biết rồi, nhưng mà đừng có nói ở đây. Nói ở đây mất công có người dằn vặt nữa. Nè, bữa tiệc đang vui mà. Nó nghe nè. Bia tôi không uống đâu, nhưng mà tôi có quà cho anh nè. Có quà luôn ta. Đây, quà gì không rớt vòng một. Ủa, thư này là của Lan Anh gửi mà. Ừ, thì cũng tới mấy ngày rồi, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến việc thi của anh đó, cho nên giờ tôi mới đưa nè. 6 giờ chiều ngày 25. Ngày 25 là ngày hôm nay mà. Ừ, thì bữa nay 25, ngày mai 26. A Lộc, chúc anh đưa My về giùm em nha. Quỳnh, Quỳnh. Nè, anh Nguyễn. Quỳnh, Quỳnh. Còn bữa tiệc này thiện sao? Khoan đã, chậm lấy mấy cái bánh này nha. Quỳnh. Anh Nguyễn. Quỳnh. Kỳ cục. Chưa nhậu xong mà. Thank you.
Lan Anh nhắn mình 6 giờ ngày 25. Bây giờ mới gần 3 giờ thôi. Lan Anh! Lan Anh! Lan Anh! Alo. Có chuyện gấp hả chị? Em làm thêm một bản thống kê danh sách khách hàng, liệt kê ra từng loại rồi đem đến nhà cho cô Khuê. Cô Khuê kêu đó. Ngay bây giờ luôn hả chị? Chị đã xin dời sang ngày mai cho em, cho giãn thời gian rồi, nhưng mà cô Khuê yêu cầu ngay trong hôm nay. Cô còn chỉ định đúng em phải đem tới. Chết rồi, phải làm sao bây giờ?